Đốt nến ở ghế à? Đổi mới thế. Đốt ạ. Thấy chưa? Giờ có thể xã hội đèn. Thế nên xong rồi chị... Bơ bố lên cày đặt thêm. Rong ngót. Thế rồi bạn có bảo là không đi bơi nữa bởi vì là dịch này sẽ có thể lây qua đường già. Con có ngồi chị không? À đây, cơm bơi. Cơm, bạn ăn cơm chưa? Ôi, để thấy bác là anh hiểu làm sao? Em có cho con cơm. Đây mày lấy thuốc cho con. Anh hiểu làm sao? Lấy gì nhỉ? Hả bác? Anh hiểu làm sao? Anh hiểu làm sao? Mẹ nó bị viêm họng sốt. Lấy gì cơm bác? Mỗi em đây. Cái cơm luôn à? Xoay luôn à? Ít ít thôi mày ạ. Ôi, xin mời vào nhà. Em xin ạ. Bố ăn cơm không bố? Cháu ơi, bật thêm cái quạt cho nó mát mày. Bố ăn vạ. Sao Hinh nhân nó hít bị mệt à? Hinh bị mệt rồi, toàn cơm. Hinh cũng bị cảm rồi. Hinh bị lây từ mẹ. Có thể rồi. Hinh nhân nhó. Chịu rồi. Không làm gì cả. Chưa là quay. Quay cái gì? Quay đi. Quay đi. Ở châu Á lục địa rộng nhất đúng không ạ? Thì có được. Thôi bố trông mệt thế. Ừ, mệt lắm. Có chịu đá cái bóng vào đây này. Kệ em đá sốt linh tinh ấy hả? Nó chả làm ảnh hưởng gì. Nó đổ ra nó sôi rồi. Nhưng mà nó cho bằng cốc trà. Thì ba ngày thì mất thời gian. Thay bố ơi, con đi thay bố. Đây là ông Dũng. Con thích đi hay á. Ngày đầu thì là bay sớm lắm. Máy bay Việt Nam Airlines nó đổi cái chuyến nha. 9:30, 9:35 thế là thế chỉ có chuyến 7:20. Thế mình đi sớm xong mình phải ngồi chờ cái đội Sài Gòn nó ra. Ngồi vô ở sân bay Đà Nẵng. Thế sau đó thì là cô trở lên Bà Nà Hill, Fantasy Park rồi Legend cái gì nhỉ? Chùa Linh Ứng, Bà Nà rồi. Nhớ bác lên đấy nó mát mẻ. Đại loại thế. Ăn trưa ở đấy xong rồi tối về check in. Sau đó là đến buổi chiều họp công ty, không phải họp, tụ tập xong rồi đi vào Hội An. Ăn tối ở một nhà hàng đặc sản Hội An gọi là Hội An Thao. Tối về ngủ. Sáng ngày hôm sau là dậy là sẽ đi thuyền ra Cù Lao Chàm. Sẽ có xây dựng đội ngũ, tức là team building ở Cù Lao Chàm. Đội nào thắng thì sẽ được thưởng đi jet ski 15 phút nó miễn phí. Ăn ở The Chàm.
chắc là một cái quán ở đảo. Sau đó cả đội lại đi tàu về. Đi tàu về thì là nghỉ ngơi, xong đó là gala. À chiều, chiều là có xây dựng cái gì đấy. Như kiểu không phỏng vấn bố không nói ra. Xong đó là gala thì bố là ở chấm điểm. Mọi người lên biểu diễn, chương trình tốt nhất thì cao nhất thì không, bố là ban lãnh đạo không biểu diễn. Nhưng mà thằng điên, mẹ mấy cái thằng điên nó bảo bây giờ ban lãnh đạo cũng phải nhảy múa. Nó bảo điệu múa gì Hawaii cái gì đấy ta. Vào đây tập cho mà chết à, bụng mẹ cứ uốn uốn nhau nào. Thế là lại bảo hay là chuyển sang Gangnam Style đời mới. Ủa đấy bảo kế nhảy chưa. Lại có giả cái này. Này, cũng phải đá vừa rồi nhá. Ra đây thì đá không nghỉ ngơi sinh hoạt, đá mà vừa rồi nào. Cười à? Mày vừa vừa thôi. Thôi mày không làm gì thì tao cứ nhắc đã, tao cứ biết thế đã. Thôi được rồi đấy, thằng này tử tế này. Đấy thằng này nó ra nó xin lỗi nó tử tế. Thì mày bảo thằng này. Mày chạy đi. Mày vừa vừa thôi. Mày vừa vừa thôi nhá. Đừng đùa nhá. Đi rồi. Còn này đi rồi. Mấy thằng này ở đâu? Chả biết. Mãi rồi, xong nhà em biết rồi. Mày dây vào tao mà mày chết đấy nhá. Tao biết mày ở đâu đấy. Đừng có lắm chuyện. Mấy thằng này nó ở đâu nhỉ? Nó làm thuê đấy nhá. Thuê mấy cá thì nó lắm chuyện đấy. Chợ mình mà nó hơi trơ. Mai mẹ mua, nhưng mà cái mà mẹ mua có khi chị ơi lại không thích. Vì nó ngọt sắc cơ. À, chị không thích kiểu đấy, chị thích cái kiểu mà to to. Trơ trơ. Nhỏ quá bằng nửa cái này. Ừ, lấy cho cô mấy múi thôi mà.